hôm nay có một gương mặt mới, đó chính là Gino. What's up, Gino? Xin chào tất cả mọi người, chúng ta đã đến đây cùng nhau và chúng ta sẽ chơi đùa cùng nhau. Mong mọi người sẽ chỉ giáo cho Gino nha. Biết đâu em ngồi số này em gặp người yêu của em về luôn đó. Dạ, nên cố gắng hết sức tận hưởng cái khoảnh khắc này. Đồng xe chung nha. Chào các bạn đến với chương trình Tỏ Tình Hoang Mỹ. Em với Thịnh thắc mắc là nếu mà bạn ấy chở thì anh Ngân ngồi sau như nào không? Cong mông lên. Cái việc đầu tiên là anh Ngân trèo lên đằng sau như thế nào đã? Đây là cái chìa khóa xe này. Để máy nè. Nẹt bô thử rồi anh. Ây. Ôi trông hợp ha. Hợp lý chưa? Thôi anh em mình lại chơi nhá, tôi về với người yêu tôi đây. Ôi, sao tập não người yêu bạn nhờ chú? Người yêu. À tôi thấy để máy đâu người rồi của, người yêu của em. Ô, người yêu em là chiếc xe à? Là chung kê trèo lên đằng sau không nào? Chung kê em lên ngồi thử xem coi. Đến. Ngồi lên ngồi ấy. Rồi. Ngầu quá vậy. Rồi. Rồi ôm eo nào, ôm eo nào. Wow. Rồi. Nhức cái đầu rồi. Xin mời anh em về lại vị trí cũ ạ. À. Chết ngất luôn. Anh ơi, cho em xin chìa khóa. Sao em lại tin tưởng giao chìa khóa cho anh Thái Ngân mà không phải là cho anh? Dạ, tại em thích. À, nãy em bảo là đường tình em thua, đường đua em chấp á. Nhưng mà anh không nghĩ là em thắng được anh đâu. Dạ. Yeah. Cả hai đường luôn. Thôi Trung Kê dễ thương quá ạ. Cảm ơn Trung Kê. Trung Kê dễ thương quá. Wow. Mọi người ơi. Hết hồ điểm nha. Thì ra một phát ăn ngay là đây. Muốn hẹn hò cùng các chàng trai chín chắn và các cô nàng xinh xắn tại app Wow Day ngay. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đây trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.